highly recommend cho những ai đang làm nghề sáng tạo hoặc là freelancer như mình, rất nên có một cái em máy all-in-one, in được cả màu này, photo rồi là scan các kiểu. Và điểm hay là nó có thể in wifi trực tiếp từ điện thoại luôn. Hi hi, hôm nay Bim sẽ hướng dẫn mọi người tự DIY những chiếc túi xinh xắn như thế này nè. Xin ông mọi người, đây là bản đúp của chiếc Ascot Bag của The Row, là một chiếc túi rất là nổi tiếng của The Row luôn và đang được bán với mức giá là gần 1.000 đô. Đó. Nào thôi, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn phần hướng dẫn để mọi người có thể tự làm cho mình những em túi này nha. Đầu tiên là mọi người cần chuẩn bị một tấm vải vuông, kích thước tối thiểu là 70-70 nếu mọi người muốn nó nhỏ xinh, còn nếu muốn nó có thể đeo được vai thì nên lấy kích thước 100-110cm nha. Cái này thì mọi người dùng loại vải gì cũng được, có thể cắt ra từ vải áo cũ này, hay là có thể chạy ra hàng vải kiếm. Lưu ý là chọn những cái loại vải nó mềm mại một chút, không quá cứng để cho dễ cột nha. Sau khi đã cắt xong tấm vải vuông thì mọi người hãy mang nó đi là cho phẳng tất cả các nếp gập ra để chiếc túi nó được lên đẹp hơn nhá. Là xong thì chuẩn bị một ngọn nến lung linh. Rồi, để làm gì? Để hơ viền cho nó không có sổ chỉ ra nữa. Hoặc là bạn nào nhà có máy may, chúng ta có thể mí gập hoặc là vắt sổ thì cái công đoạn này nó sẽ nhàn hơn. Ok, sau khi xử lý viền xong thì chúng ta sẽ tới với công đoạn gập. Mọi người sẽ gập lần lượt 4 góc, gập đôi, gập thêm một lần nữa và chập hai phần vào nhau. Rồi bắt đầu buộc theo cái độ dài dây mà mọi người mong muốn. Đó, dễ không nào? Lần lượt chúng ta lặp lại cái việc này với 3 góc còn lại. Ta-da! Sau khi buộc xong, mọi người sẽ được một cái hình như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ buộc hai quai một vào với nhau để có cái túi. Đó, xinh không, xinh không? Tuy nhiên là cách này thì không phải là do mình nghĩ ra, mà là mình coi trên YouTube hay là Pinterest rất là nhiều. Nhưng mà thường thì mọi người chỉ làm tới đây thôi. Và đây mới là cái phần mà làm cho cái túi của chúng mình khác biệt này. Mình sẽ đi in một tấm hình hay là một cái bức typo gì đó để bỏ vào đây rồi móc vào túi cho nó có dấu ấn riêng nha. Nào đó, bây giờ chúng mình sẽ lựa bất kỳ một cái tấm hình nào mà mọi người thích. Có thể chọn hình tiệp màu với cả túi. Vì ở studio của Bim có sẵn em máy in Brother này nên là mỗi lần in cực kỳ tiện. Highly recommend cho những ai đang làm nghề sáng tạo hoặc là freelancer như mình, rất nên có một cái em máy all-in-one, in được cả màu này, photo rồi là scan các kiểu. Và điểm hay là nó có thể in wifi trực tiếp từ điện thoại luôn. Nó in đa dạng được các loại giấy, từ blend cho tới giấy in ảnh hay là kể cả đề can các thứ. Thế nên là ngoài DIY vui vui ra thì hàng ngày mình cũng xài để in hợp đồng này, giấy tờ các loại cực kỳ tiện, chỉ cần bấm vài thao tác trên điện thoại là done. Rồi đó, in ảnh ra và cho vào móc khóa rồi móc vào quai túi nha. Bạn có thể cài thêm bất cứ các loại charm nào tùy thích. Đoạn này thì tùy mọi người sáng tạo và trang trí nha. Voila, lên đồ nào. Đó, xinh chưa? Vì là xinh quá nên là mấy đứa trong công ty mình nó đua nhau làm, thành quả là chúng mình có cả một vườn túi như này đây. Em này mọi người có thể mang đi du lịch hoặc thậm chí là đeo hàng ngày, bỏ đồ cũng rất là xinh và thậm chí còn sang nữa đấy. Quan trọng nó là sản phẩm DIY nên là ý nghĩa nó sẽ tăng gấp bội luôn. Và đợt tới thì Bim cũng dự định làm nhiều content DIY hơn nữa, nên mọi người cũng đừng quên like and follow for more. See ya!